Hello, Xin chào các bạn. Hôm nay ta giải cục tôi bích Megan của hãng Variable Meramine Bond, gọi là V1.0 C1. Thì cái đợt sau này hãng Variable không biết đặt những cái ký hiệu lạ, ví dụ như Ecosahedron 77 rồi Rubik Tuckmin 66, thì còn không hiểu họ đặt 66 77 nghĩa là gì nữa. Thì cứ thấy vậy thì đọc vậy ha. Thì cục này là cục cơ bản của họ, để họ phát triển lên thành những cục gọi là rất là khó, phức tạp và có những đường xoay rất là lạ. Thí dụ cục này không, ví dụ chúng ta để gì á thì chúng ta xoay chỉ có được như đây thôi à, đó cứ nhiều đó đó, xoay tới xoay lui, về tới xoay lui. Thì mình ramble ra, mình chừa một khoảng này cho các bạn nhìn. À, thì dù mình qua đây, à, mình cũng xây được chút xíu vậy thôi. Cứ vậy, không, qua đây không không xây được, có đường xây nó dướng nhau nè. Đường xây không, nó dướng, nó nghịch nhau tùm lum hết, bên đây cũng không xây được gì hết nè. Bên đây xây được một chút mà nó không ảnh hưởng tới này. Thì trong đây nó có hai cái mặt, là mặt xanh này, với lại mặt này, không, à, mặt cam lợt này nè, hồng lợt này nè. Là gần như nó không có đi đâu á, nó nằm im chỗ vậy đó. Thí dụ nó có đi xuống thì nó cũng đi vậy đó, không có cắt ra được. Có thấy cái đường xây nó xéo nhau không, nó không có cắt ra được. Rồi các chỗ khác cũng vậy, qua đây cũng vậy, không cắt, không có được, nó cứ đi vậy đó. Rồi còn muốn đem bồ cái này á thì chúng ta đem bồ gì nè, rồi chúng ta đưa nó vô, à chúng ta xây thử ha, thì cứ vậy đó. Không có xây được chỗ khác, nó cứ vòng vòng vậy đó. Thì muốn demo cái này á thì các bạn đưa nó qua một cái vòng tròn khác, đây là cái vòng tròn của nó nè, bên đây cũng có vòng tròn của nó nè, trên đây nó cắt xéo không, mình đưa nó qua cái vòng tròn khác rồi mình xoay nó đi đây. Rồi lên rồi mình đưa nó qua đây mình xoay nó đi. Các bạn chơi cục này á, các bạn đừng có dùng cái lực ép không, nếu các bạn dùng cái lực ép á là nó sẽ giăng những cái viên đó ra đây chỗ này, hai cái đường xây nó không rất là lạ không, chỗ này không có xây được, bên đây xây được đường đi dài qua đây. Chỗ này nó bị dướng rồi nè, thấy không, bên đây nó muốn xây được thì phải tạo một đường xây mới bên này, rất là kỳ không. Nó dướng này, nó cấn lên, nó làm cho cái viên nó hở lên, các bạn gật mạnh một cái á, là nó văng ra, nó văng ra là hơi khó khó gấp vô ha. Đấy, đem bồ là vậy, nó không có đi được một dải, nó không có đi được đàng hoàng như người ta, mà nó phải đi từ bên này qua bên này. Ví dụ ha, ví dụ bây giờ những cái viên này nó muốn đi qua cái bên đây, nó không có đi được, đây là cái tâm này không, đây là cái tâm, rồi nó viên này nè, nó muốn qua bên đây á, rồi nó phải đi lên từ bên này mới di tản qua bên này tạo đường xoay, rồi bên này nó mới đi không. Nó kẹt bên này không, đây vậy đó. Đại khái là cái đường này là cái nơi mà dẫn dẫn dụ những cái khác nó đi, bên đây nó lệch đó các bạn, rồi dừng lại. Thì mình giới thiệu sơ sơ vậy để các bạn biết cái đường đi của nó, là nó đi không có đi từ bên cái tâm này qua tâm này được, mà nó phải đi qua bên này. Rồi thí dụ gì đi không, thì cái này á nó không có xây được, nó không có làm được gì hết trơn á, không có làm công thức gì được hết á. Thí dụ bạn muốn làm công thức với bên này các bạn đưa nó vô là các bạn không có làm được gì bên này hết. Bên này nó cũng vậy đó, hướng ngắt nó, một là nó dướng, hai là cái viên này nè nó xéo bên này, đi qua bên này cũng vậy. Nhìn thấy không, các bạn có cục này về các bạn sẽ coi lại không, nhìn thấy không. Cho nên muốn làm á chút xíu mình có cái động tác để mình làm cái đó, các bạn sẽ theo dõi không, thì từ từ mình theo dõi rồi từ từ mình sẽ biết. Nếu các bạn không chơi được cục này á, là những cục Rubik Tuckmin 66, Icosahedron 66, sau này mình sẽ dạy cục đó, rồi những cục Rubik Tuckmin
rồi rơm bít tục minh nói chung nhiều lắm, năm suất cục gì đó. Các bạn lên trang web verybörsel.com thì đã thấy những trang web của nó, những cái các sản phẩm của nó. Rồi giới thiệu sơ sơ vậy không. Rồi bây giờ đầu tiên vô á, mình lấy lại những cái tâm trên, tâm màu cam với tâm màu xanh. Màu xanh này nó sẽ có trùng với một cái màu xanh ở dưới, nó trùng với một số màu xanh ở dưới đây nè, hơi trùng trùng. Về bây giờ là chuyên gia làm những cái này, những cái màu nó gần gần như trùng trùng á, ví dụ như tục min cũng có, rồi cái cục gì to thì to đó cũng có đó, cục gì mình quên mất tiêu rồi, rất là to 64 mặt. Rồi những cái cục khác cũng vậy, cái màu nó hơi khó nhìn chút, cái cơ á nó hơi xanh xanh, còn cái này thì nó nằm riêng một chỗ. Đầu tiên vô mình lấy lại những cái mặt, mình đưa những cái mặt này lên đây, nó không có đi các bạn, những cái viên này nó không có đi, nó đi thành đôi vậy đó, nó đi xuống đây nè là nó nằm vậy luôn à, chứ nó không có cắt được. Bạn thấy cái đường cắt nó đâu có cắt được đâu, nên mình lấy lại đây không được qua từ từ ha. Rồi cái này thì được qua đây, từ từ nó kẹt cái mình phải từ từ mình làm á, chứ không ấy các bạn xé ra tùm lum hết, nó nhảy cái viên. Những cái viên này nhảy lên khó gắn lắm, ở trong nó có cái chốt nó hơi khó chịu một chút xíu. Này còn một thanh nữa, thanh này để vào đây, cái đường tròn này không. Dạ sao hôm nay cái màn hình nó hơi tối tối không biết nè. Rồi sau khi đưa hai cái tâm này về rồi á, mình xoay những cái tâm này lại, cái tâm này nè. Rồi bắt đầu là mình làm đó ha, mình làm để mình cho các bạn xem để làm sao mình xây được cái những cái đường vòng tròn này. Các đường xéo này nó xéo tùm lum hết nè, nó chỉ vậy thôi đó. Mình để cái vòng tròn thì nó xây vòng vòng vậy đó, nó xây vòng vòng vậy nè, nó không có đi đâu được á, những cái đường này nó chẳng cứ ngắt hay đâu, những cái này đi được thôi, bên kia nó cũng vướng. Nên bây giờ không, cái này cam thì bên đây hai cái mặt cam, bạn thấy hai cái màu cam không, cái này cái tâm hình vuông ha, thì cái tâm này đúng rồi, mình lấy cái tâm này lại. Muốn lấy cái tâm này lại á, các bạn không có cầm gọn xoay qua được, rồi nó vướng hết trơn, kẹt hết trơn đó, nó kẹt bên này, nó kẹt bên này, ở đâu có làm gì được đâu. Rồi mình sao mình chỉnh cái tâm bên này là được, mình ra gì nè, để gì. Hay nó kỳ lắm, mình đưa cái này qua, đưa cái này qua cái tâm đúng không, làm đúng đây, mình đưa một cái dải này lên, rồi để im vậy. À, nhớ không, bên đây cái mặt cam này hướng vô đây không, đưa lên, rồi mình đưa cái mặt này nè, cái ba cái viên này nè qua bên cái mặt bên này, khó ha, để mình coi chỗ nào nó thuận thuận một chút. Đúng rồi, đưa lên. Đó, nó tẹp bên này không? Bắt đầu mình đưa cái dải này qua. Rồi mình xây nó lại, xây cái này lại nè. Rồi, ok không? Sau đó mình đưa cái dải này qua bên đây lại. Rồi, mình lấy cái này lại. Thì cái tâm này sẽ đi lại vị trí cũ. Ok. Là một dải không? Nãy mình đem bổ ít ở chỗ này nó còn vướng nè. Tiếp tục. Bên đây là cái xanh, mặt bên đây là mặt hai cái xanh này nó hướng vô, mình đưa cái này qua, cái chỗ nào cũng được, bài giải ba viên nào cũng được ha, em viên nào cũng được đưa qua, mình tìm cách thích thế nào mình đưa nó lên đó, thế này cũng được này, thế nào bên đây nó phải xây được không, bên đây nó có cái đường xây này, nó phải khớp vô, lấy ba viên này qua này, xây cái mặt xanh này lên. Rồi mình lấy ba viên này về, xây cái này lại, trả này lại đó không, ok, còn sạch không, nó dính nào không. Tiếp tục à, bên đây là mặt hai cái cam này,
hai cái màu cam đây nè, bên đây có cái tâm hai màu cam, cái tâm đó nè các bạn, cái tâm nó nhìn cũng kỳ ha, nó rất là kỳ, tâm nó tới bốn bốn năm màu lận, mình nhìn hai cái cam này nó hướng vô đây, đó, mình xây vô cái tâm nó, giờ mình xây tâm nó toàn bộ mà, mình đưa nó qua đây, qua bên chỗ đúng nè, bắt đầu mình xây cái đường xây làm sao cho nó nối bên này lại, ok nói không, nói bên này lại không, đưa cái này qua. Ừ. Hồi nãy là xanh nó hướng lên. Đưa vào đây coi lại đi cho nó chắc cú. Xanh không? Bên đây là cam. Hai viên cam này nó quăng nằm qua nè. Ok không? Đưa qua. Chỉnh cái mặt cam mà lại. Ok không? Đưa này ngược lại đây. Trả hai cái viên xanh về. Từ từ ha, các bạn làm nhanh quá nó cấn viên nó văng ra, cái này mình cũng bị rồi, lắp lại rất là khó các bạn. Những cái viên này nó không phải nằm, nó không phải là có cái chân, những cái viên này cái chân nó không có bám vô bên trong luôn, mà ở trong nó có cái trục, nó có những cái đường rẽ ra đường rãnh á, người nó có cái trục ở dưới, nó có cái chấu lồi lên thì những viên này nó đè vô những cái chấu đó, các bạn đè vô rất là khó, vì cái chấu rất là nhỏ. Cam bên này cam. Bên này cam phải lật lên. Qua đây. Rồi, đưa cái này qua đây cho nó có cái đường ra đanh này không? Ok. Chưa được. Phải có ba dải vậy nè. Ba dải bên 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 cái cục này nè mới được. Rồi, bây giờ là hồi nãy cái cam không? Thì đưa cái cam lên. Rồi, mặt cam này hướng qua đây, không? Bây giờ trả này về. Các bạn thấy màu xanh không? Hai cái này xanh nó trùng với trên nhưng mà cái xanh này nó sẽ chạy tẻ ra, còn cái xanh này nó ba viên lúc nào nó cũng dính vậy đó. Rồi, ok. Kiểm tra lại không? Vàng, tâm nè. Vàng, vàng. Cam, cam. Hồng, hồng. Xanh dương, cam. Ok. Lật lên phía trên. Rồi. Bây giờ mình coi nè không? Đỏ nè. Cái này tâm này đỏ này không đỏ, hai cái này đỏ nè thì chắc chắn hai cái này nó trâu vô, vậy cái này đúng rồi, cái này nó không thể nào đi qua đây được không, cái đỏ này nó phải xây bên này tiếp tục giống vậy không, đưa qua đây xây lên, xây lên làm sao bên đây nó xây được nè, đó nó có đường ranh này nè không, trả về xây cái đỏ này qua bên đó, đưa qua đây trả cái đỏ này về. Rồi đỏ không, coi ở dưới coi nó có tẹp dưới không nè, ở dưới tâm dưới nè, cam xanh nó tẹp với cam xanh, bên đây đỏ xanh nó tẹp với đỏ xanh, qua đây cái nữa hai cái bạc này đúng rồi nè, hên quá đúng rồi, cái xanh này chưa đúng nè không, bây giờ đi qua lấy cái này lên mà phải có cái đường ranh không, khó nhìn các bạn ha, cái vòng tròn bên đây nó khó nhìn, thì các bạn đưa làm sao cái vòng tròn bên đây nó tẹp bên này lại nè. Đó, được rồi đó. Ừ, đẹp nè không? Không, chưa đẹp, cái này chưa được nè. Chỗ này nó cấn nè. Đưa lên cái nữa. Cái hồng, đưa qua. Nó hơi cấn cấn rồi đó. Ừ, đưa qua. Xây cái xanh này lên. Rồi, trả cái này về. Xây cái xanh này qua. Ok. Bạc bạc hai màu bạc nè, màu bạc nè, màu xanh nè, màu xanh nè, màu tím thì bên đây màu tím à, đưa cái này qua đây để xây vòng tròn này, tâm này đúng rồi, lấy cái tâm lên nè, ba dải nè, tiệp đây nè, ba dải này nhưng mà phải tiệp chỗ này nữa, chứ không ba bạn đưa ba dải lên nó không tiệp chỗ này không được, xây qua tím đưa lên trả về tím trả về, ok không, tím tím đỏ xanh này tầm này không, xanh xanh đỏ đỏ bạc bạc xanh dương, xanh dương xanh lá, xanh lá dưới đây cũng tiệp luôn ha. Ok, vậy là mình làm xong cấu trúc lại cục Rubik bao gồm các tâm đúng hướng,
trên đây quay được trên đây các viên nó cùng màu không, trên đây thì nó dễ. Các bạn làm á, Rubik á, các bạn đừng quan tâm mặt này với mặt này, khỏi cần phải làm nó là tự động nó về hết à, tại vì nó đâu có đi được đâu đâu về, nó cũng chui xuống đây nó nằm ở dưới thôi à, nó không có tẻ ra. Chúng ta tiếp tục. Rubik khó không? Rất là khó. Kỳ kỳ. Rồi bây giờ là mình làm những cái viên cạnh này. Đây là giữa cái tâm này với cái tâm này, nó có cái viên cạnh. Tâm này dâm này nó có viên cạnh. Thì mình có làm cái cụm này không? Gồm viên cạnh này, viên cạnh này, viên cạnh này. Bên đây là đỏ cam, đỏ cam. Đỏ cam nằm đây. Đỏ cam nằm đây á, các bạn không thể đẩy một cái ào nó tới đây được. Những viên khác cái mình đảo chiều. Mình đảo á, mình đảo ào 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 cái xuống nó qua tới đây. Này không có. Cái này bằng nhích bằng xuống xuống lên lên, từ đây qua đây. Rồi từ đây qua đây. Rồi từ đây nó mới chung vô đây. Bây giờ từ đây cho vô đây không? À, bên đây xuống được nè. Xuống được nè. Bên đây xuống xuống không có được. Bên đây khi các bạn xuống á, vậy nó kẹt ở đây. Nó kẹt cái dãy này. Thành ra các bạn phải đưa, bạn phải đưa cái chỗ này nè. À, qua bên cái chỗ khác, mình đưa một cái dãy khác tới. Mượn cái dãy bên đây. Dãy nào cũng được. Dễ làm rồi cũng được các bạn. Đưa qua. Rồi. Đây không? Ừ, đây nè. Chỗ này được nè. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Ok, bây giờ trả cái này về. Nhiệm vụ nó xong rồi đó. Tại vì nó lệch qua một bên này. Cái này nó lệch qua một bên này. Các bạn để viên đó ở đây không mà làm cũng được. Rồi. Bây giờ xuống đây thì bên đây xây được nè. Xuống bên này thì bên này xây được nè, xuống nè, hồi nãy thì bên này xây được, bây giờ phải lấy cái này. Lấy ba viên bên này, mượn bên này không, mượn ba viên đưa tới, kẹt quá ha, Rubik khó chơi ha. Để thế này mới làm xuống xuống lên được. Ừ, xuống lên ba viên này, bên này được rồi nè. Xuống, các bạn thấy công thức xuống xuống lên nó hiệu quả không? À, nhiều khi các bạn dùng R này nọ tùm lum thứ đó. Rồi trả cái này về. Này, ba viên trả đây. Rồi. Cam đỏ nằm đây rồi. Bây giờ là nó ngược chiều này không? Nó ngược chiều nè. Xuống nó ngược chiều. Ok không? Bây giờ mình phải xây cái chiều lên lại, mình coi cái hướng xây không. Bây giờ mình cho xuống xuống lên lên để nó chui vô đây. Rồi xong xuống xuống lên lên chỗ này không đó ha, cái những cái cục khác thì nó dễ rồi, nó thấy không, đỏ cam này nè nó chung xuống đây, nó ngược chiều nè, đỏ nó xuống dưới nè, thành thử ra đó bây giờ mình phải tạo cái thế bên này. Ok. Chỗ này nó cũng khó lắm nghe, để mình coi coi sao nó bị ngược chiều ở đây ạ. Phải làm ở ngoài đây xây được này, bên đây không xây được, lấy lại đưa cái đầu này nó qua bên này, bên đây làm trước xuống. Các bạn chơi cái này thế nào có duyên các bạn cũng văng nè, một lần ít nhất một lần trong đời. Rồi, nhả này về. Rồi, nghiên cứu tiếp. Thấy không? Này, bây giờ khó nhìn màu ha. Đẩy từ bên này xuống đây thì màu đỏ nó màu cam nó lật lên, màu cam lật lên rồi nè. Bây giờ làm xuống dưới lên chỗ này thì màu cam nó chui xuống đây. Xuống dưới lên lên thì bên này nó kẹt không, bên này kẹt nè, lấy lại. Các bạn coi cái đầu kẹt là các bạn nhìn thấy à, tại vì cái đường cắt nó không có dính, cái đường cắt này nè nó không dính vô cái đường đi là bạn biết liền hả. Bên đây thì bên đây không kẹt nè, xuống xuống lên lên trả về.
Nhớ lần nào làm xong cũng phải trả về nha. Rồi. Cam đỏ vô đây không, có bạn thấy có một viên thôi không, bên đây không kẹt nè, cái này nó dài mình đi xuống á, thì cái trên đầu này nó đâu có kẹt, bên đây kẹt này, phải mượn qua đây, mượn mượn ba viên bên này rồi này không, xuống xuống, các bạn đừng có đảo cái này, các bạn đừng có mơ mộng mà các bạn đảo cái này không bao giờ đảo nổi, các bạn phải dùng xuống lên hết. Các bạn đảo một cái là nó cứ ngắt hết toàn bộ các đường xeo, nó trục các xay, nó xay bút xua trên á, được một viên ha, 5 phút được một viên đó. Bên đây mà cam xanh dương, cam dương đây cũng tương tự vậy, phải lết nó tới bò 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 nó tới đây chứ bạn đảo cái ào nó không đi đây, không được, phải mượn mượn qua đây. Ba viên này làm rồi các bạn mượn cũng được nữa, tại vì ba viên nó không có dính dáng gì trơn á. Đây đường xay này xay được rồi ha, đây xay được nè, bên đây ok, bên đây thì không dính dáng gì hết, xuống xuống lên lên này, trả này về khỏi khỏi trả này về cũng được, tại vì cái nào cũng giống cái nào Trang à. Bây giờ thì bên đây xây được rồi, bên đây nó rộng nè, nó xây được nè, đúng không, anh đi vô xuống đây nó không ảnh hưởng gì hết, nó không gây kẹt. Ừ, thì bên đây phải phải mượn, bên đây mượn mà rắc rối quá không. Rồi bên đây xuống đây không, rồi cái chiều cũng đúng không, chiều này là màu cam nó đi xuống. Ok, màu cam đi xuống xuống chưa, chưa chưa, bên này xuống lên rồi, cái này nó xéo rồi nè, các bạn không thể tiếp tục được à, bên đây không tiếp tục được, phải trả về à, bên đây. Ừ, lấy cái này về, bắt đầu lượt mượn bên này, bên đây là xây được rồi nè, bên đây rộng rãi rồi nè, thấy không, bên đây không xây được thì bây giờ để gì thử coi, là mượn một mượn 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 rồi ok. Rồi tiếp tục ha, mượn qua bên này lại xuống xuống lên lên, rồi bây giờ nó chung vô được rồi đó, nhưng mà bên đây không kẹt nè, nhưng bên đây kẹt, mượn mượn hai bên luôn cũng được bạn, một bên cũng được, nhưng mà đây khi bạn mượn á, khi bạn mượn một bên á là toàn bộ này cũng kẹt ngắt hết trơn, giờ phải trả này về, phải trả này về thì mới mượn bên đây được, khó ha. Này, không lấy về, cái này nó khó hơn Bermudamin nhiều lắm bạn, Bermudamin không có gì trơn á, nó cứ nhúc nhích vậy đó, còn này thì không nhúc nhích được, cái này nó kẹt. Còn Bermudamin á là bạn thấy kẹt các bạn nhúc nhích qua lại rồi nó quá à. Còn này nó không qua. Này xuống ha, xuống đây. Xuống. Rồi. Ok, thấy không? Còn cái đường này. Rồi. Coi có cái nào trả về không? Cái này trả về. Làm xong nhớ trả về. Các bạn mượn bên đây nè. Các bạn mượn qua ha. Khi các bạn mượn một một dải này nè, toàn bộ cái này nó cứ ngắt hết trơn, cứng khóa hết trơn luôn, nó vậy đó, thành ra phải trả về mình mới có đường mình đi tiếp. Rồi rồi bây giờ nó xong cái này rồi, mình lèn cái góc vô, mình lèn cái góc vô, cái góc cuối cùng rất là khó nghe, cái góc cuối cùng á, góc này nè, bây giờ xuống xuống lên thì nó đẩy cái góc này từ đây xuống đây, không có nhúc nhích, không có tạo thế gì được hết, cũng y giống vậy. Ừ, đây. Ừ, cái này mượn, bên đây không mượn, cái này thiếu cái góc nè, bên đây phải mượn, khó hàng từ từ nghe. Đưa cái dây này xuống đây, xuống xuống
lên lên rồi trái mày về cực khổ ha. Này từ đây xuống đây, từ đây đưa xuống đây thì bên đây phải mượn, mượn ha. Rồi bên đây không cần, bên đây thì tại 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 có cái góc này rồi không. Xuống xuống lên lên rồi trả này về, trả này về coi tính tiếp. Hay quá, thiết kế hay quá ha. Rồi bây giờ đưa từ đây xuống đây á thì bạn muốn giữ cái thanh này bạn phải xuống xuống lên 3 lần thì nó sẽ đi hai viên này, thì cũng giống y như Megamin rồi mọi cục khác mình hay hướng dẫn á, xíu lên 3 lần thì viên này nó chung như đây, nó giữ cạnh này các cạnh xung quanh giữ hết. Bên đây có cái góc rồi thì hai góc hai bên nó swap nhau, ở đây có cái góc rồi thì bây giờ xíu lên đây mình phải mượn bên đây cái góc. Ok rồi kỹ ha, nó dăng viên mất công lắm. Ở bên này là nó cái góc bên này là xuống nè, chưa 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 bên này chưa hình thành cái góc đường xoay rồi vậy đấy không, bên đây phải đường xoay, bên đây đường xoay xuống xuống lên lên xuống xuống lên lên xuống xuống lên lên. Ok xong một cộng. Rồi, cắt clip không? Okay, chúng ta tiếp tục. Thì Rubik này nó làm mấy cái cạnh đó các bạn, chỉ là xuống xuống lên lên thôi. Rồi đổi đầu, nó cũng không phức tạp lắm đâu. Nhưng mà tại vì nó lạ, nó mình làm một số rồi nè. Rồi làm cứ vậy, cứ lan lan ra không? Làm từ chỗ nào cũng được. Rồi lan từ 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 ra. Rồi, giờ tiếp tục, còn khúc cũng dài lắm à? Không, còn một nửa. Thì một nửa này mình làm hết, các bạn coi thao tác mình rồi từ từ làm. Rồi bây giờ nó có cái khó là mình những cái viên này nè, những cái viên nào mình muốn chuyển tới đây á, mình không có đi ào tới được như cái Rubik khác, mình phải lết, mình kêu là lết á, lết lết từ từ tới, chứ đi cái ào cái nó kẹt liền ha, nó kẹt vô đó không, nó hơi khó khó một chút. Bây giờ chỗ này cam ở à, bên này đi, là bên này đi làm lan ở đây đi không, ở đây mình viên xanh à, viên viên cam thì có rồi, viên cam này chút xíu nó sợ nó văng ra nè, bây giờ mình làm cái viên này rồi tới viên này không, rồi viên cam cứ lan rồi từ từ làm khúc này rồi nè. Bây giờ viên gốc cái những cái gốc này nó hay bị văng lắm. Rồi bây giờ xanh cam hồng đỏ, đỏ nhờ nhờ với xanh đây đó, bắt đầu mình lết tới ha, mình lết tới bò thế, ở đây nó kẹt nè, lấy cái bên đây, các bạn đừng có ngại mà lấy những cái viên làm rồi, tại vì nó không có đụng tới, nó chỉ mượn thôi chứ nó không có đụng. Mình xanh đây rồi bên đây được xuống xuống lên lên từ từ nghe, trả này về làm xong phải trả liền, tại vì bên đó là nó kẹt rồi, nó không biết làm được nữa đâu. Rồi tiếp tục. À, còn mình coi cái chiều cam đi xuống nè, cái mặt cam này nó đi xuống nè, nó thuận chiều nè. Rồi tới đây, à, giờ bò tới đây, bò tới đây thì bên đây đi được. Rồi lấy bên này. Có nhìn không? Đây. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Ok. Rồi, trả về. Nhớ trả về liền chứ không có sử dụng được 2 lần đâu. Không biết các bạn sử dụng được hay không chứ mình là sử dụng được 2 lần. Cam xanh. Cam xanh, xanh cam chui đây thì bây giờ cho nó chung vô đây đi,
Ừ, lấy bên này. Hai mặt không? Chỉnh hai mặt không? Rồi, ok, trả về liền. Rồi, bây giờ xanh cam chung vô đây, không? Xanh cam chung đây tạo bên này. Có thể mình làm chút xíu mình bị một số gì mình làm rồi nó văng ra. Nhưng mà không sao các bạn, mình cứ nó văng vòng vòng đó thôi mình đưa lại. Mình bỏ đây. Ok. Trả đây. Bây giờ viên xanh đây, viên xanh bỏ xuống đây, không? Lấy bên này. Chỉnh lại bên đây không? Chỉnh cái vòng tròn này, cái vòng tròn bên này để làm xuống lên, xuống, xuống, lên, lên. Cục này là cục rất là hay của Variable các bạn. À, trên nền tảng cục này người ta sẽ thiết kế những cái cục nãy mình nói đó. Sau này mình sẽ giải những cục đó. Rồi xanh, à, xanh này nó chung vô đây cái nữa, chung vô đây, rồi nó chung vô đây, không? Giờ mình cho chung vô đây không? Thì bên đây làm rồi, bên đây làm rồi thì giờ làm bên đây. Hai vòng tròn ha, nhìn thấy hai vòng tròn ha, hơi khó nhìn chút, xuống xuống, nếu kẹt các bạn đừng có giật nha, giật nó văng ra mất công lắm. Đưa cái này về. À, thấy nãy giờ mình cứ lấy trong đây mà đâu có ảnh hưởng gì trong đây đâu, cứ mạnh dạn lấy những cái viên làm rồi ha. Rồi viên này đưa vô đây thì nó như vậy, viên này đưa vô đây thì bị mất viên bên này, thì bây giờ mình phải đẩy nó lên, mình đẩy nó lên mình coi thế này đó. Mình sẽ làm xuống xuống lên lên chỗ này, không? Thì chỗ này á, riêng cái chỗ này á, thì mình phải lấy hai bên. Bây giờ lấy bên này trước, không? Lấy bên này trước đi không? Lấy bên này thì lệch chỗ này, lấy bên này đi. Lấy hai bên các bạn, phải lấy hai bên mới được. Bên này lấy được không? Đẩy lên không được, phải lấy bên đây nữa, lấy bên đây bắt đầu mình lựa thế ha, mình lựa thế chỗ nào mình lấy được mình lấy, chỗ này không được nè, chỗ này không được nè, chỗ này được nè. Các bạn lấy cái này khỏe lắm, khi các bạn lấy chỗ này bạn trả về nó bạn nhìn thấy ba viên này bạn nạp vô cái nó vô hả. Đẩy lên chỗ này mới làm chút xíu lên được nè, không đưa như này vô đây xuống. Không mới nó mất cái viên kia. Lên, lên. Trả về. Rồi trả mấy cái viên này về. Trả viên này trước, viên nào trước cũng được các bạn. Nó không mất đâu, đừng có lo. Lúc trước mình làm mình lo lắm. Ok, còn này trả về trả không sao. Nó cứ nằm vậy đó. Rồi các bạn thấy không? Nó cũng vô bình thường lại đó không? Nó có mất gì đâu. Xanh bây giờ xanh cam, xanh cam đây, xanh cam đây nó ngược chiều nè, là nó mình phải bung lên đây nó mới đi xuống này, mình thuận chiều mặt xanh nó đi xuống đây không, các bạn lỡ bung xuống đây cái màu cam nó xuống cái nó ngược chiều, bây giờ mình bung cái này lên đây không, bung này lên đây thì bên đây ok rồi nè, mặt bên đây ok này không, mặt tròn bên đây ok, mặt bên đây lấy mượn 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 nhưng mà mượn xa xa một chút để nó thuận chỗ đó, nó kẹt chứ lắm các bạn. Bạn không biết đường các bạn lúc đầu còn làm á nó sẽ kẹt. À, xanh cam đây. À, xuống thử và thẳng luôn coi xuống xuống lên lên trả về bên này, bên nào cũng được ha, bên nào trước cũng được tại nằm im đó nó không đi đâu hết trơn á, nó kẹt cứ ngắt là đi đâu nó. Cái đường xây nó kẹt hết rồi, nó muốn chạy nó cũng không chạy được mà. Đây, khó nhìn ha. Đây.
xanh cam chua vô đây, cũng y như hồi nãy, phải một bên, một bên này thôi, đẩy này lên đi một bên này thôi, không lấy này lấy mượn mượn đường, mượn ba dải người ta dễ nào cũng được, đẩy lên xuống. Xuống xuống lên lên rồi vô nè, không gì khổ ha, mỗi lần làm khổ, bây giờ tới về lui cái này làm quen á bạn, nên làm sướng lắm, khi mà mới đầu á làm rất là mệt này. Tiếp tục ha, ở chỗ này kìa, coi phải làm viên cam trước. Thiệt tình ha. Xanh ở chỗ này không phải, chỗ này là nó bị đi xuống, phải mượn cái viên hồi nãy lại. Quên trả về, không trả về gì nè, một phần nó cũng có màu sắc đó, nó khó nhìn. Rồi được một dải này ha, một e này ha, còn mấy cái viên tam giác này cuối cùng mình làm này. Xanh cam, bây giờ chỗ này cam, viên cam đâu, mấy cái viên cam đừng có nói kẹt trong này nghe. Hơi khó chịu ha, nó bị kẹt trong này, hồi nãy không để ý á, làm bị mất hết một khúc. Lấy cái này ra, cam cam đỏ không để ý các bạn. Không để ý không, thành ha, không để ý nó chạy, nó mất cái miếng, uổng quá ha. Bây giờ đưa cái viên này ra, từ từ không, đưa cái viên này ra rồi đưa lại cái viên này quay trở lại để coi mình đưa lại được không. Hồi nãy quên trả về á, trả về không đúng á, đưa qua đây đưa lên, đưa lên cái nữa, đưa cái này qua, đưa cái này lên. Chỗ đó là đỏ, có màu đỏ khó chịu. Còn lại cái mới nói sơ sơ là bị không, ở đây ở chỗ này đây, ok cứ để gì đi. Viên đỏ này, chỗ này là viên cam đỏ, cam cam đỏ, cam đỏ nó ngược chiều. Này nó vậy đó. Cái chỗ này bị chút xíu nữa mình phải mồi ra,
Thôi có không? Này, còn một đoạn nữa từ đây tới đây. Bây giờ lấy lại viên cam này. Muốn lấy lại viên cam này thì lấy lại viên đỏ cam. Cam đây. Đỏ dưới đi xuống luôn. Bên này đi được, bên này mượn. Hồi nãy làm vội quá. Trả về, cẩn thận, mỗi lần làm anh trả về. Cam đỏ chung vô đây. Chung vô đây thì bên đây thuận, bên đây mượn. Rồi, bây giờ đưa lên vô được luôn không? Trả về, nhớ trả về cẩn thận. Rồi, chỗ này là cam xanh, xuống luôn không? Ok. Lấy lại cái gì này, ok bên này ok không, cũng nhanh không. Hai viên cam này, hai viên cam này đi xuống chung vô đây thì bắt đầu cho lết xuống đây. Lấy bên này, lấy bên này. Làm clip nó cực lắm ạ, thành ra mình mong các bạn xem clip có gì á mà nó bị trục trặc, em đừng có thông cảm ha, tại vì cái tư thế ngồi nó kỳ lắm, nhìn nó khó. Viên này đi á, viên này đi á thì nó kẹt, nó phá cái viên bên này. Viên này làm rồi, viên làm rồi thì bị phải kéo xuống đây, kéo xuống đây thì bên đây cũng kẹt, bên đây thuận, kéo xuống thì bên đây cũng kẹt, hai hai bên cái này dễ bị dễ sai lắm này. Một bên không, bên này kéo xuống, kéo xuống bên này, lấy nữa. Nhớ trả về cẩn thận ha, hồi nãy không cẩn thận đó. Này xuống đây, trả về. Rồi ok, đây trả về. Bên đây chưa làm. Rồi, cam. Cam đây. Hồi nãy bên đây, à đúng rồi, bên đây chưa làm, nhìn khó quá các bạn ha. Rất là khó luôn. Cái này chung vô đây. Thì bây giờ cho nó chung vô đây trước. Rồi sau đó mới đẩy cái này đi cũng hai bên. Đó, có không? Cho chung vô đây. Bên đây mà vòng tròn rồi, thuận rồi. Bên đây mượn. Này, ở đây đẩy ra. Để ra chỗ này cũng kẹt, bên đây cũng kẹt luôn, hai bên đều mượn hết. Ở đây đi.
Bên đây mượn tiếp, coi chỗ nào được thì mượn. Mượn chỗ nào cũng được các bạn. Mình trả về đúng là ok hả? Đây, đẩy lên. Đẩy lên. Kẹt này. Kẹt này, mượn chỗ này gần quá. Đi xa xa mượn đi. Này. Đây kẹt đây. Bên này. Rối quá không? Mượn này bắt đầu khó nè. Đẩy lên. Xuống. Xuống. Lên. Kẹt không? Thôi, mình suy nghĩ không? Này à, trả về đi, còn suy nghĩ. Có thể mình lấy gần quá đó các bạn ha, lấy không đúng á, thành ra nhiều khi là nó dướng. Này được rồi nè, vòng tròn này được rồi không? Vòng tròn bên này. Ở đây không được. Ở đây không được. Đây. À, được rồi nè. Đây, đưa lên. Xuống. 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 Lên. Lên. Trả về. Trả này về. Trả bên này về. Rồi. Cam tím. Cái này cam tím xuống này được này. Thấy không? Cam tím xuống này. Cái thâm tím này nó bị lệch rồi nè. Mượn mình đi xây lại. Hồi nãy quên trả về đó các bạn. Thành ra cái tâm này nó lệch. Còn có một cái à. Như là phải hy sinh một cái rồi. Hy sinh một cái giải này rồi. Tím. Hồi nãy xanh. Xanh đẹp. Rồi, ok. Còn lại mấy viên không? Khó chịu ha. Để mình cắt clip đi cho nó giữ phút đó. Tiếp tục. Thì những viên cuối nó hơi khó nhìn thì nó cũng vậy các bạn. Thì chỗ nào kẹt cái mình làm chỉ là công tắc xuống lên lên để đừng kẹt thôi. Xanh cam và tìm không cam xanh, cam xanh nó chung vô đây à, giờ cho nó chung vô đây đi rồi tính tiếp. Mình phải lúc mình làm cái này những cái viên xung quanh mình phải để ý chút, nó có mấy viên thôi nhưng này chung vô đây nó còn khó hơn Titan Megamin nữa không à, bên đây làm được rồi này, cẩn thận. Bây giờ mình làm cẩn thận, hồi nãy không cẩn thận lắm làm cho nó mong á, tại vì nó thấy clip nó dài dài cái lo lo
cắt clip một cái nó thoải mái. Viên này xuống đây. Bung lên luôn. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Những cái viên cuối á, mà các bạn bị nó kẹt á, rất là mệt ha. Nó bị kẹt một cái là rất là mệt luôn, nó bật nó đổi chiều quá, mình đổi lại rất là mệt. Chỗ này chưa làm. Vàng gam. Chỗ này chưa có làm mà lại làm cái viên kia trước. Quên trả về. Thật tình không? làm rầu đó chứ. Ok. Xem xét kỹ. Mà mình cũng hơi mệt mệt rồi đó. 1, 2. Bây giờ làm viên xanh này. Không. Bây giờ cho viên xanh này chung vào đây. Thì bên đây sẽ xây được. Bên đây để xây được nè. Cho viên xanh chung vào đây. Rồi đẩy này viên lên làm viên xanh. Viên xanh chung vào đây không. Mượn. Mượn đường. Mượn xa xa đi. Cho nó chắc cú. Cho nó dễ nhìn. À, viên xanh chung qua đây. Ở đây làm được rồi. Xuống đây chưa? Xuống. Bạn công thức xuống xuống lên hiệu quả không? Công thức đó nó hiệu quả dữ lắm các bạn. Các bạn đề RF đủ nó phức tạp quá. Xanh đây. Bây giờ đẩy cái viên xanh này lên đây. Làm xuống dưới bên này, mượn bên đây. Không được. Mượn bên này nữa. Trả về. Mượn bên này nữa mới được. Dễ sai quá ha. Mình cũng chơi cục này cũng nhiều lần các bạn, mình thích cục này lắm. Mà mình mỗi lần mình chơi với nó mình cũng rối vậy đó, y vậy nè, cũng rối y vậy nè. Vừa đây. Kẹt đây. Mượn gần quá. Trả về. Đây không được. Ở đây. Đây kẹt. Mượn ở đây kẹt rồi. Bây giờ trả về suy nghĩ. Viên này đưa lên đây thì bên đây phải mượn mượn bên này cho nó đẹp đi, mượn bên này mà rất là tạo đường thế rất là đẹp để nó không kẹt. Rồi. Chưa được. Rồi, bên này bị kẹt hay không? Bây giờ mở bên này. Mở bên này. Chỗ này. Thông thoáng hay không? Rồi. Chung vô đây. Đưa lên.
kẹp bên này, mưa bên này kẹp bên này, mệt quá không? Những cuối lúc nào cũng kẹt, làm cho mình rất là khổ sở. Mà bây giờ cho nó chung vô đây luôn đi, cho nó chung vô đây, đẩy lên lên làm thì mượn một bên thôi, chung vô đây không, mình làm nhanh gọn quá, suy nghĩ suy phức tạp quá vậy không biết nữa. Khó ha, mình biết mà các bạn, rất là khó cho các bạn. Xuống trả về. Xem đây, chung vô đây. Thiệt tình đây. Rồi, được viên nữa, hên quá. Cam xanh còn 1, 2, 3, 4, 5, 5 viên. Viên này là viên xanh lá cam. Xanh lá cam đây, thử có được không? Hai viên xanh lá cam nó nằm ở tư thế dễ đổi các bạn. Đây nè. Được. Cam xanh lá. Đoạn này mất các bạn thêm tiếng nữa đó. Cam xanh. Có một viên mà 5 phút thôi. Xanh lá cam. Cam xanh lá. Đây, đổi qua đây, đổi qua bên này cho nó đổi đầu lại, nó bị ngược chiều các bạn không. Cục này mình muốn giải cho các bạn nhiều quá, bởi vì sau này mình giải bằng những cục khác á, nó sẽ đơn giản hơn. Xanh lá cam. Đưa cái đầu này qua đây. Rồi, tại đây. Sau này mình làm những cái cục trục min á, sau này á, có dịp á, làm những cục trục min thì các bạn sẽ dễ biết hơn. Rồi, xanh lá cam đâu? Xanh lá cam đây. Xanh lá cam bây giờ nó phải xây cái đầu lên đây. Không, bên đây sẽ được rồi. Tạo thế bên này. Đó. Tiếp tục. Hồi nãy tạo thế hơi dở rồi. Cục này rất là hay các bạn.
Rồi xanh lá cam được rồi này. Bây giờ chung vô đây. Không. Bây giờ cho nó xanh lá cam chung vô đây đi. Thì bây giờ cho nó tạo thế bên đây được rồi nè. Bây giờ tạo thế bên này. Để đẩy gì này lên rồi làm xíu lên. Đấy là xuống xuống lên lên trả về, nãy vừa quên trả về mấy lần rồi. Những cục Rubik khác á, các bạn đảo nó sướng lắm, làm ào ào vậy đó, sướng vậy lắm. Bên đây là cam đỏ, thử đây. Thử lấy cam đỏ được không? Không được. Đặt tâm. Rồi. Lâu quá không? Xanh cam. Bây giờ cam tím cũng lệch nữa nè. Ngược chiều ha. Còn lại 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 viên, sao còn nhiều gì? Ok, làm viên này. Viên bây giờ đảo đầu nó. Đảo cái đầu nó qua bên này. Rồi xong mày đưa nó xuống. Trả về đi. Quá ha. Tím cam, bây giờ cho viên cam chung vô đây. Viên cam chung bên đây thì không được. Bên đây. Rubik này nó ít hơn lắm các bạn. À, đây đây không, hai bên này. Đã, cho cái mặt cam này nó dần ra. Trả về. Nó Rubik này nó ít được hơn lắm. Tại vì nó kẹt quá thì nó làm đúng nó mới vô. Ít bây giờ nó trúng những viên này lắm. Mà không trúng á thì do mình đảo, đảo không giờ nó vô mà ngon lành hết trơn á. Rồi viên này chung xuống đây, rồi chung xuống đây. Viên này chung xuống đây thì bên thế bên này ok rồi. Bây giờ mượn, bên này. Xuống. Trả về. À, mình làm nó không có hên. Rồi tím cam chung đây, không? Bên này, mượn bên này. Ví dụ lâu lâu nó trúng được viên nó mừng lắm mà không trúng. Mình làm xưa nay nó không có trúng. Nó ví dụ đang trả này về nó trả vậy nó trúng hết á. Toàn là ăn cặc không à. Tại vì thiết kế kiểu băng Bermuda mà. Mình tự ra nó có hên được. Ví dụ trả về vậy nó trúng một cái thẻ ha. Không giờ nó trúng hết á. Này bây giờ kè hồng cũng đẹp chứ bộ. Gần hết đây. Còn bây giờ viên tím tím từ đây, tím thì bây giờ
Cam xanh. Cam xanh đây. Bây giờ viên này là viên cam đỏ. Cam đỏ cũng ngược chiều nữa này. Để coi nó đảo có chiều cam đỏ được không. Xuống, xuống. Ok, được. Rồi, đây. Thực sự mình làm clip nó không có dài lắm đâu các bạn, tại vì mình bên đây nó hơi kẹt kẹt nên mình làm bên này. Cam đỏ xuống đây, cam đỏ xuống đây, ngồi bên này. Tại vì do mình gom á, mình gom 4-5 clip vô một chỗ cho nó dễ coi. Cái này này cam đỏ, cái này là cam xanh ngược chiều không. Cái này nó ngược chiều. Còn mấy viên đó, 1, 2, 3, 4, 4 viên ngược chiều. Bây giờ chung cho nó chung vô đây, rồi đảo ở bên này, thì màu cam nó sẽ đi xuống. Ok không? Đẩy cái viên này mượn. Cam đỏ xanh này, cái này sẽ xoay chiều lại. Xanh chưa xoay. Rồi, trả về đi, tính tiếp. Phút cuối em cẩn thận cái nó hư uổng. Màu cam xanh đây thì cái màu cam đi xuống thì cái viên này mới chung vô đây nè. Viên này chung vô đây, viên này chung vô đây thì để vậy không. Viên này chung vô đây mượn. Ok, gam xanh vô, vô hồng vô. Bây giờ cho xuống đây, không mở bên này, này ok đây. Nó không có gì các bạn ha, nói chung là do nó kẹt thôi, mình tạo thế xuống xuống lên lên thôi. Gam xanh chung đi luôn, vô luôn. Về. Chạy này về. Ok. Cam xanh. Còn viên vàng, viên xanh. Viên xanh bên này.
Tao thấy bên này. Xuống xuống lên chỗ này, tao thấy bên này. Rồi, viên xanh chung xuống. Trả về cho nó chắc ăn. Rồi, bây giờ tạo thế hai bên. Tạo thế hai bên viên này nó chung vô. Thì sau đó còn lại 1 2 3 4. Tạo thế hai bên các bạn. Một bên. Bên này. Những cái viên này các bạn đừng có lo, mình trả về lâu lâu mới bị mất, tại vì mình bị đảo nhiều quá và mình quên cái trả về cái chỗ đẩy đó, mình đẩy lên mình làm xuống lên cái mình quên trả về cái này. Còn lại 1 2 3, bây giờ làm sao tạo thế đúng viên nữa đi. Hai màu tím, bây giờ đưa viên này vô đây, đưa viên này vô đây và đẩy này lên làm xuống lên đẩy viên này. Xe này cho viên này vô đây không mượn. Tím tím muốn chung vô đây thì đưa vô đây không. Đưa về đi cho gà ăn. Rồi bây giờ tím vô đây thì coi mượn mấy bên đi, mượn mượn một bên ha. Ok mượn bên này nói cái khâu mượn này thôi là các bạn cũng nhức đầu với nó rồi đó. Để lên viên này viên rác mà không, viên vàng là viên rác xuống rồi mượn hai ba lần. Đẩy lên hai bên này rồi, bây giờ mượn bên này. Trả về. Trả cái này về. Rồi. Trả cái này về. Rồi. Tím xong, bây giờ còn 1 2 3. Ok, đúng chiều luôn ha. Ok. Ok xong. Đẩy cái này qua đây mượn. Em mượn lần này nữa là gần xong luôn á nghe. Vậy. Viên này.
Sao nó bị người khác duyên ta? Từ từ thấy không? Không được. Mượn đang không được các bạn. À, vội quá ha, mình làm vội đó, mình nói từ từ. Viên này, viên này, viên này thì bên này, để bên này, để bên này. Ok. Tại sao cô viên này ngược? Có thể là do mình làm á. Có thể viên vàng với viên xanh này, hai viên này ngược nhau này. Mình đảo một lại một viên xanh. Bây giờ đẩy viên này qua đây, xong rồi đảo với viên xanh này thử coi không. Đây mà còn dựng ngược nữa. Đây, để mình đi suy nghĩ đi không, xíu nữa mình giải quyết cái vụ này, nghĩ đi cho nó thoải mái đầu óc không. Rồi coi như xong rồi đó, ta tiếp tục. À, nó có lệch viên ha. Kỳ cục. Giờ mình đưa viên xanh này vô không, hy vọng không. Từ từ mình đảo nó lại coi sao. Viên xanh này vô thì mượn mình nè. Những cục này nó giống như là 12 axit đồ đề cahiron vậy các bạn, phải làm rất là kỹ chứ không mấy là nó những cái cục sao đó mình giải không nổi. Rồi trả về. Bây giờ đảo nó lại, đảo lại bây giờ cho nó qua bên này, cho bên này thì mượn bên này. Từ từ ha, không có gì vội ha. Rồi, trở về. Nghiên cứu tiếp. Nó những cái cục này mà ở ngoài, mà những cục mà nó thông 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 thoáng á, đảo cái bập cái vô. Bây giờ để vậy, đảo ngược qua đây thì thằng này nó văng vô đây không. Mượn mình này, nhưng mà cái này nó khó, thành ra nó mình phải làm kỹ chứ không tình làm clip mà này xuống xuống lên lên xuống 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 lên lên và nghe. Không được. Trở về. Ở gần nhà có cái người hát karaoke suốt ngày trời.
qua bên này, đường này xuống là nó vô. Hy vọng không, không được thì mình làm cách khác, không sao hết trơn. Xuống, xuống, lên, lên, ok, vô không, trở về. Rồi. Đổi lại chỗ này không? Bên này ok. Đảo bên này. Cực không? Mà nói cực hoài, không có nhiêu đâu, cực đâu. Viên này chung qua đây thì bên này đồng trước. Ủa sao nó bị ngược vậy ta? Bên này chứ. Xuống. Mình lấy lộn rồi. Coi kỹ nha. Bên đây xuống thì bên đây rồi, giờ mượn bên này, mượn bên trên để cái thế không đúng các bạn không. Mình đây trả về ok. Cái cục này nó parity nhiều lắm các bạn thì cố gắng giải quyết không. Rồi ok. Ok, từ mặt tím không? Ok, tím, ok, vàng, xanh, cam, đỏ, xanh, bạc. Ok không? Kiểm tra kỹ. Ok. Xong, tất cả các viên cạnh làm xong. Rất là cực. Nè, chúng chơi xíu nữa chúng ta tiếp tục. Ok, chúng ta tiếp tục. Để rút bít khó mà không? Giờ còn những cái viên nhỏ nhỏ nó cũng nhiều. 10 viên, 10 khoảnh hay 10 viên thì mình làm công thức đó là xuống xuống lên lên 3 lần thì nó sẽ không dời các cạnh mà nó dời các viên này. Nó cũng rất là khó các bạn, khâu này là khâu cũng rất là cực nên bây giờ dời viên xanh xuống đây rồi xong rồi dời xuống đây không. Giờ để có viên này đây mình kiếm viên đệm vô. Rubik này nó lại khó nhìn nữa. Nó rất là khó nhìn. Các bạn chịu khó coi comment rồi có cái giải pháp phù hợp chứ thực sự nó rất là khó nhìn. Duyên này xuống đây không? Duyên này. Mình cũng ráng mình cầm sao cho nó dễ cho các bạn, không nhiều khi thì cũng đâu có đâu, nó cũng khó để xa quá thì các viên nó nhiều màu quá mà variable đều vậy hết. Viên này xuống đây không, bên đây sau này nó có những cái viên ngược mà có thể là mình phải tìm cách nào đó chứ thật sự cũng khó. Rồi, viên xanh xuống không? Cục này rất là hay các bạn. Nó cũng rẻ. Nó so với những cục to to mà có khó vậy thì nó cũng rẻ. Đây. Trả về. Nó y như là Megamin thôi. Đại khái nó là Megamin đấy. Nhưng mà nó khó có vấn đề là kẹt, rất là kẹt, rồi tạo thế cực, chứ nó là Megamin á.
rồi xanh này nó được rồi không, bây giờ kiếm như nào thuận thuận làm. Mình làm mình đừng có để kẹt nó nằm trong đây, mình làm từng cụm như này, chịu khó chút xíu. Xanh cái này bạc xa không ha, bên đây xanh xanh trước đây giờ xa dữ ạ. Bên đây bạc, bạc cũng xa nữa, trong cái nào cũng xa vậy. Rồi xanh mình giờ từ từ xuống ha, giờ từ từ xuống đây, xanh xuống đây 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 đây. Hơi xa xa chút xíu, nó khó nghe, khúc này đã bắt đầu khó rồi đấy. Nó có 10 viên thôi mà rất là khó, chịu khó các bạn. Để có khái niệm để chơi sau này mình giả như cục to đấy, rồi mình chơi cho nó sướng, không có gì hết. Tạo thế rất là cực. Xanh xuống đây à, xanh xuống đây, xanh xuống đây để không viên này. Lấy trên này được không? Rồi, hai phát nữa. Đây xuống đây. Đây xuống đây mình để con viên lấy bên này. Thông thường là nó về hết. Thông thường là mình làm khi mình làm á, khi mình chơi cục này là nó về. Nhưng mà những khúc viên cuối á, cực lắm. Này mà Megami ở ngoài là làm xong rồi không? Nhanh, xuống xuống lên lên rồi đảo góc giống đảo mình đảo đây gì vậy đó. Mình đảo Megamin mà gây gì mà Saturn Bermuda rồi đó, mình đã ào 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 xong gì đâu à. Con này khó. Cái mình bữa mình có giải cái Ikusa Heron 77 á, rất là cực các bạn. Y vậy nè mà có mấy viên à, mà rất là cực. Về mọi cái làm xong phải trả về hết ha. Giờ xanh xuống đây, bên đây có rồi, lấy bên này. Cái tay mình phải che hả, khó không? Được viên và được rồi, 1 2 3 4 rồi. Thời gian trả về chứ ha. Vàng tút đây, vàng xuống đây, cứ đi bạn, các bạn đừng có đi mà kiểu mà có duyên rồi rồi né, cứ đi thẳng một đường xuống. Ở đây bạc, bạc đây, bạc gần nè. Bạc xuống đây, xuống đây, xuống đây, bạc xuống đây, bên này viên nào chưa làm rồi các bạn cứ thoải mái, đừng nên sợ nó mất rồi đấy. Cái mình cứ làm kiểu giống như là sợ mất rồi cái không dám suy nghĩ, cứ dồn, mình dồn xuống. Cái nào chưa làm thì cứ để phá ra.
Bạc xuống đây, mình để con viên rồi lấy viên bên này. Bạc xuống đây không? Rồi, ok. Mình bạc xuống đây. Bên đây có rồi. Bên đây có rồi, trả nó về. Bạc xuống đây, bên đây có rồi. Giờ mình lấy bên này. Rồi. Cam. Rồi được nhiêu rồi nè? Vàng. Vàng, cam, bạc, vàng túc bên đây. Giờ đưa viên này xuống đây, xuống đây, xuống đây ha. Mình xuống đây, bên đây có rồi. Giờ trả về coi tình hình rất là khó coi bạn, các bạn không trả về là các bạn rất là khó nhìn. Cam xuống đây rồi xong rồi nó xuống đây không, xuống đây bên đây có rồi, đây hai viên này swap, hai viên này nó swap qua, mình phải để viên bên này nữa nó quay được mới được. Đi gần cái này ra. Tới đây là các bạn có thể tự hoàn thành được rồi đó. Nhưng mà nó có vấn đề là để mình làm luôn một số khác. Còn lại 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con làm được coi. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn lại 3 viên. 3 viên rất là khó ha. Bạc xanh đây không? Bây giờ 3 viên, bây giờ mình swap từng từ không? Mình lấy hai cái viên này mình swap. Và mình cắt clip đi để đoạn sau để từ từ. Ok, chúng ta tiếp tục. Còn 3 viên. Rất là khó không? Thì giống như cái Rubik Crazy 3x3 blade gì đấy, bốn mặt xây á, mình làm cuối cùng mình không làm hết tại vì sẽ tạo thế thôi. Còn cái này mình giới thiệu thêm một cái thuật toán nữa, nó cũng phức tạp lắm mà. Thuật toán nó sẽ tác động lên ba viên này, là mình chuyển cái viên này xuống đây không? Chuyển viên này xuống đây, cuối cùng mình swap lại, ở đây có một viên rồi thì mình tìm viên bên này. Này, chuyển viên này xuống đây, xuống xuống lên 3 lần không? Nhớ ha, viên bạc với viên đỏ.
Ok. Hai chị này swap nhau. Cứ để im vậy, không? Mọi chuyện đi bình thường. Trả này về. Ok. Cái thuật toán này đó nó sẽ tác động lên viên viên ba viên này nè. Hai viên này chút xíu mình swap lại. Đi im vậy, tác động lên ba viên này. Thì nó đi theo kim đồng hồ. Đây, lên đây. Không. Ba viên này. Viên tím. Nhìn kỹ không? Không có gì từ từ không? Nó đâu có gì đâu vội. Viên tím nó sẽ lên đây. Viên cam xuống đây. Rồi viên này nó xuống đây. Rồi sau cùng mình sẽ swap hai viên này lại. Đây. Nhìn kỹ không? Thực toán này khó, các bạn sẽ làm hư. Có thể chút xíu nữa mình cũng làm hư đó. Nó rất là kỳ. Rồi bây giờ mình tạo hai cái mặt. Để mình xây mặt này là mặt R. Mặt này là mặt R. R đây, L, mặt này là mặt đi. Rồi mình tạo một cái đường đường xây không? Cụ đối với rất là lạ lùng không? Để xem lại không? Bỏ ra viên xanh này, viên này, viên này, viên này. Thì viên này nó sẽ bung xuống đây. Và sau mình đổi với lại viên viên này chắc nó bung xuống đây. Giờ lên đây, này lên đây. Nó lụm cái viên này xanh này đi luôn này, tại vì bên đây nó bị dướng này. Xem lại không, có không, viên này nó sẽ xuống ở đây. Đây bây giờ nó sẽ đổi viên này, ba viên này không, và đồng thời là mình thầu lại coi mình xây không. Bây mình xem kỹ ra đi, không, cho nó chắc cú để làm clip cho nó an toàn không. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Đi đi phẩy nha, đưa xuống đây. Đi. Rồi mình trả này về. Rồi mình revert cái này lại. Trả này về. Đi phải. Rồi. Ok không? Thấy rất là đẹp không? Viên này nó lọt xuống đây rồi nè. Bây giờ mình thôi này lại không? Cái comment mình để dưới đó không? Bạn coi. Rồi cam bài giải gì đâu đây. Đây tìm lại mấy viên kia. Viên viên xanh với viên cam đây không, mình đổi lại hai viên này thì mình phải móc cái viên bạc hồi nãy lại. Cái công thức mình sẽ ghi R hoặc là D không? Rồi.
Nó đổi vị trí viên này rồi. Khó khó chịu ha. Không phải tại tại mình lấy sai. Lấy bên này. Đây. Giờ làm xíu xuống lên 3 lần thì nó thổi lại không? À, xanh xuống đây, cam lên đây, đỏ xanh nó thổi lại. Ok, thoát này không? Đẩy cái này về. Rồi, ok. Cái công thức đó nó hơi phức tạp chút xíu. Các bạn coi lần đầu có thể không có biết lắm, không? Nó đổi 3 viên. Mặt RNL mình chỉ, mặt đi mình cũng chỉ rồi, không? Rồi, ok. Xong cục Rubik. Rồi Megamin Bond. V10 C1 thì nó rất là khó. Thì còn mong các bạn sẽ làm được cục này. Nếu các bạn vượt qua cục này được là cắt những cục sau mà to to đó, bự bự vậy nè, mình sẽ giải những cục đó. Sau này giải phân nó rất là lâu. Để mình giải những cục thông dụng trước rồi mình giải cục đó. Nhưng mà nếu mà không qua được cục này thì các bạn không thể nào giải nổi những cục kia. Những cục kia nó chặn dữ lắm, chặn rất là mệt luôn. Cảm ơn các bạn đã xem. Goodbye. Mình tính ngưng cái clip này, nhưng mà mình coi lại clip á thì thấy nó ba cái viên này chạy các bạn khó nhìn quá. Bây giờ mình sẽ chậm ha. Đầu tiên á thì nó sẽ dời ba viên theo chiều kim đồng hồ. Thì mình dời lần một rồi nè, không? Thì cái viên cam, viên tím từ đây nó xuống đây. Viên vàng từ trên đây lên đây. Rồi viên dây hồng này nè, viên cam này từ đây nó xuống đây, ba viên không. Bây giờ mình dời một lần nữa đó thì cái viên cam này nó xuống đây, viên tím lên đây và viên vàng xuống đây, nó đi vậy đó theo chiều kim đồng hồ ha. Thì mình tạo á là ba viên mình để như vậy đó. Nó thành cái tam giác như đây không, đỉnh đây, bên đây là mặt R L chứ, bên đây là mặt R. Mặt R với L nó giao nhau bởi hai viên trên. Không. Ở đây xuống này mình đặt, mình xây xuống đây. Các bạn ngồi bằng tạo nghe, chứ mình không chỉ cái đường tạo nghe. Tạo làm sao á là nó đường giống như mình vậy đó. Nhìn ha, bên đây. Bên đây. À, mình cũng coi cái ghép á, mình biết cách đưa ba viên này xuống như thế nào để cho nó tạo ra được cái thế như vậy. Để khi mình quay L nè. R được nè. Nhưng mà mình đưa cái này xuống đây mình quay đi cũng được nè. Không, nhìn không? R nè. Giao hai viên này, L nè. Chút xíu nữa mình sẽ có công quay công thức đi, các bạn nhìn trong comment ấy, đi thì mình vẫn quay đi được. À, công thức nó hơi khó chút xíu ha. Nó khó nhìn và khúc cuối á bị cái tâm lý khó chịu. Rồi sinh ra là mình mệt mỏi. Mới được mình làm hư. Như các bạn coi mình chỉnh cái này đó, mình chỉnh xong hết, mình phải gom ba viên mình đi. Mình phải chỉnh dồn 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 thì nó những viên cuối cùng nó sẽ nằm gần gần nhau, mình chỉnh nó dễ. Chứ cái một viên nằm đây, một viên nằm tốt bên này thì sao mình chỉnh? Nó phải nằm gần vậy nè, mình mới chỉnh được. Tại sao mà mình làm xuống xuống lên lên 3 lần á, những viên ngoài rất là xa mình phải bờ tới mình vô. Để cho ba viên cuối cùng nó nằm vậy ạ. Công thức nó như nè. Nhìn ha, mặt R nè ha. R ha. Mặt L ha, bên đây ha. Bên đây không. Dưới đây mặt đi nó không bị kẹt. Các bạn móc những viên này dưới mặt đi nó kẹt hồi mình quay cũng được. Cứ ngồi mà tạo thế vậy. Đây, công thức này không. R phẩy. L. R. L phẩy. Kệ không, đi đưa này xuống
đi. Rồi, trả này về để quay tiếp. Rồi mình rời tua bên này lại. L phẩy. L phẩy. R. Mình rời tua để những cái viên mà bên ngoài nó không bị hư. Đúng không? Rồi, mình quay đi phẩy. Đi phải. Ok, bài viện không? Rồi không? Mới nhớ trả này về để quay tiếp. Rồi. Công thức tiếp tục ha, làm công thức tiếp tục cho nó thôi lại luôn. R phải. L. R. L phải. Đi, đưa này xuống. Trả này về để quay tiếp cho R L không? L phải. L phải L chứ, R phải. L phải. R. Đi phải. Bài gì các bạn thấy nó đi không? Từng bước không? Về. Bây giờ mình thồi những cái này về thôi, mình đưa cái này xanh. Thồi vào chỗ xanh. Nè. Cam. Hồng hồng lợt chứ. Ok. Ba viên. Vàng xong, tím xong, cam xong. Ok không? Nó rất là khó cái chỗ này các bạn. Khó là do tâm lý, rồi mình quay đi đi phải rồi đó. Coi cái tay mình trong lúc mình ghép. Rồi những cái viên nào nó chạy thế nào thì mình dời, trong trong cái lúc mình ghép đó, thì mình dời viên này xuống đây. Xong rồi mình thổi lại, mình thổi bằng xuống xuống lên lên để ba viên nó nằm gần nhau. Ba viên nằm bên này chứ, mình dời xuống thì ba viên nằm bên này. À, ba viên nó nằm cái tư thế vậy ha. Rồi, xong. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye.